sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjackofficialstore. Chào các em học sinh thân mến, cô rất vui được đồng hành cùng các em trong video bài học hôm nay. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau giải các bài tập của bài 4, khách quan và công bằng. Hy vọng qua bài học, các em sẽ hiểu rõ hơn về những giá trị giáo dục quan trọng và cách áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nhé! Bước vào phần mở đầu trang 21, em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và thực hiện yêu cầu. Hãy cho biết em liên tưởng đến câu thành ngữ nào về khách quan, công bằng và nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đó. Như vậy, sau khi quan sát bức tranh, thì ở bức tranh số 1, chúng ta có thể liên tưởng đến câu thành ngữ nhất bên trọng, nhất bên khinh hoặc trọng nam khinh nữ. Vậy ý nghĩa của những câu thành ngữ này đó là đều phản ánh sự thiên vị, không công bằng, một bên coi trọng còn một bên coi khinh. Bức tranh số 2 thì gợi cho chúng ta liên tưởng đến câu thành ngữ nói có sách, mách có chứng. Và câu nói này có ý nghĩa là nói điều gì thì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, không được tung tin thất thiệt, bịa đặt, dựng chuyện, vu oan giá họa để bóp méo hay là xuyên tạc sự thật hay đổ lỗi cho người khác. Bước vào phần 1 nhỏ thì chúng ta sẽ thực hiện bài tập khám phá trang 22 thông qua việc đọc thông tin sau và thực hiện các yêu cầu. Thông tin, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà báo trong mọi trường hợp khen cũng như đều chê, với động cơ trong sáng, khách quan, không thể viết báo vì mục đích vụ lợi, cá nhân, ích kỷ. Người nói, không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết, khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn, và chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết, viết giản dị thôi, và phải đúng sự thật, không được bịa ra, không nên chỉ viết cái tốt, và xấu đi cái xấu. Nhưng phê bình thì phải đúng đắn, nêu cái hay, cái hốt tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn, có thể thấy thái độ khách quan, không chỉ quan trọng đối với người làm báo mà còn với tất cả mọi người trong xã hội. Khi giữ được thái độ khách quan, chúng ta sẽ nhìn nhận sự vật, hiện tượng đúng với bản chất vốn có của nó để xây dựng nên những mối quan hệ đoàn kết, tích cực và tốt đẹp. Vậy thì em hãy xác định các biểu hiện của khách quan và ý nghĩa của những biểu hiện đó trong thông tin trên. Như vậy, thông qua việc tìm hiểu thông tin, chúng ta có thể thấy được biểu hiện của khách quan được thể hiện ở việc nhìn nhận sự vật hiện tượng một cách chính xác, trung thực, không định kiến hay là thiên vị. Và hành động này có thể giúp chúng ta nhìn nhận một cách đúng đắn về bản chất để có cách ứng xử văn hóa phù hợp với sự vật hiện tượng và người khác. Phần khám phá tiếp theo yêu cầu chúng mình hãy nêu ví dụ thể hiện sự khách quan, thiếu khách quan trong cuộc sống, công việc và kết quả của mỗi hành động việc làm đó. Có lẽ chúng ta đã gặp rất là nhiều trường hợp về sự khách quan và sự thiếu khách quan trong cuộc sống. Vậy thì các em có thể tham khảo phần ví dụ về sự khách quan, chẳng như là trong trường hợp của ông B thường dùng rất nhiều cách thức khi tuyển dụng nhân sự cho công ty thông qua đánh giá hồ sơ, qua thi tuyển, qua phỏng vấn trực tiếp nhằm tuyển được đúng người phù hợp với công việc, và kết quả là ông B tuyển dụng được những nhân viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công việc. Còn ví dụ về sự thiếu khách quan, ví dụ như là một nhóm sinh viên đại học về trường của K để khảo sát hứng thú học tập của học sinh. Bạn K nhận 2 phiếu và viết luôn cho G. Thấy vậy, bạn B hỏi, hứng thú học tập của G có giống cậu đâu mà cậu viết giúp G vậy? K cười đáp, chúng mình đều là học sinh, học chung lớp, chung trường nên sẽ có hứng thú học tập giống nhau. Kết quả là hành vi của K khiến cho kết quả khảo sát của nhóm sinh viên đại học bị sai lệch và không sát với thực tế. Bài tập tiếp theo yêu cầu em hãy cho biết tác hại của những hành vi, việc làm thiếu khách quan.
Thông qua việc tìm hiểu các thông tin cũng như thực hiện các bài tập trước thì chúng ta có thể nhận thấy rằng thiếu khách quan sẽ dẫn đến những thiếu sót, sai lầm trong ứng xử, quyết định có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa người với người. Và chúng ta có thể nêu ví dụ thể hiện sự khách quan, thiếu khách quan trong cuộc sống, công việc và kết quả của mỗi hành động, việc làm đó. Và em có thể cho biết các tác hại của những hành vi và việc làm thiếu khách quan. Sang tới phần 2 nhỏ, đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi. Chuyện về Hoàng Thái hậu Từ Dũ. Hoàng Thái hậu Từ Dũ hay Từ Dụ là vợ của vua Thiệu Trị và là mẹ của vua Tự Đức. Có lần trong dòng họ của bà có người lặn lội từ Gò Công ra kinh đô, dựa vào tình trạng gia tộc ruột thịt cầu xin bà nhờ vua Tự Đức chiếu cố cho làm thị vệ. Trước lời cầu xin ấy, bà ôn tồn bảo, người trong dòng họ của ta chớ lo là không làm được quan, chỉ sợ bất tài mà thôi. Không có tài, ta có thể giúp cho ít lương tiền chăm lo học tập để tiến thân về sau, chứ không có công lao đóng góp gì trong việc nước mà bỗng nhiên vào làm thị vệ, được ban chức tước như vậy. Hóa ra người cùng dòng tộc phải ra làm quan hết hay sao? Trước những lời thấu tình đạt lý như thế, nhưng người này vẫn năn nỉ mãi. Bà thẳng thắn từ chối và bảo với vua Tự Đức, người trong họ của mẹ không có công lao gì thì không được ban chức tước, hễ ai phạm pháp thì cũng bị nghiêm trị như thường để giữ kỷ cương phép nước. Với quan điểm rõ ràng như vậy, về sau người thân thích mới thôi cầu cạnh bà. Vậy thì chi tiết nào trong câu chuyện trên thể hiện sự công bằng của Hoàng Thái hậu Từ Dũ? Thông qua việc tìm đọc và phân tích câu chuyện, chúng ta có thể thấy được những chi tiết thể hiện sự công bằng của Hoàng Thái hậu Từ Dũ, đó là bà là một thái hậu đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị xin chức tước của những người thân thích. Bà thái hậu còn căn dặn vua Tự Đức rằng người trong họ của mẹ không có công lao gì thì không được ban chức tước, hễ ai phạm pháp thì cũng bị nghiêm trị như thường để giữ kỷ cương phép nước. Bài tập tiếp theo yêu cầu chúng ta sẽ trả lời cho cô câu hỏi. Theo em, công bằng được biểu hiện như thế nào trong cuộc sống? Các em ạ, công bằng được biểu hiện ở việc đối xử bình đẳng, không thiên vị, không phân biệt đối xử và trong các quan hệ pháp luật đảm bảo được nguyên tắc như nhau với mọi đối tượng trong xã hội, đảm bảo điều kiện để mỗi cá nhân đều tiếp cận được các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Câu hỏi tiếp theo, ý nghĩa của công bằng là gì? Thiếu công bằng có tác hại như thế nào? Vậy thì chúng ta có thể thấy, trong cuộc sống, công bằng thì giúp cho con người có cơ hội phát triển một cách bình đẳng với nhau, tạo mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết giữa người và người, đem lại lợi ích cho cá nhân và tập thể. Thiếu công bằng có thể dẫn đến mâu thuẫn, bất công, bất bình đẳng trong các mối quan hệ cá nhân và xã hội. Sang tới phần 3 nhỏ thì chúng ta sẽ thực hiện bài tập khám phá trang 24. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1, anh C tình cờ gặp lại anh K sau 10 năm tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh C hăng say kể cho bạn nghe về công việc và những thành tích của mình. Kể xong, anh C quay sang hỏi anh K, bạn có nhớ bạn N hồi đó nghịch nhất lớp mình không? Mình thấy rằng những người như bạn ấy thường rất khó để thành công. Trường hợp 2, vợ chồng ông T có hai người con trai 9 tuổi và con gái 3 tuổi. Ông T yêu quý, chiều chuộng, thường xuyên mua quà cho con gái và ít khi mua quà cho con trai và luôn yêu cầu con trai phải chăm sóc, nhường nhịn em gái. Vậy em có suy nghĩ gì về cách ứng xử của nhân vật trong các trường hợp trên? Như vậy, thông qua hai trường hợp, chúng ta có thể nhận xét rằng đối với trường hợp 1 thì anh C đã có thái độ và lời nói thiếu khách quan trong việc nhìn nhận đánh giá về anh N, biểu hiện cụ thể ở việc anh C đã đưa ra những nhận xét mang tính định kiến theo cảm tính cá nhân của mình về anh N. Còn trường hợp 2, ông T có thái độ và hành động thiếu công bằng khi ông đã đối xử thiên vị giữa con trai và con gái. Bài tập tiếp theo, em sẽ góp ý như thế nào với những biểu hiện thiếu khách quan, công bằng trong các trường hợp trên một cách phù hợp nhất?
Vậy thì nếu như chúng ta là một người tư vấn thì chúng ta sẽ góp ý cho anh C trong trường hợp một rằng mỗi người có một đường đi riêng trong cuộc sống và không thể đánh giá người khác dựa trên quá khứ của họ. Anh N có thể đã là một học sinh nghịch ngợm trong quá khứ, nhưng điều đó không có ý nghĩa là anh ấy không thể thành công trong tương lai. Đôi khi, những người từng có hành vi nghịch ngợm trong tuổi trẻ lại có tiềm năng lớn và có thể trở thành những người dẫn đầu trong lĩnh vực mà họ yêu thích. Vì vậy, anh C hãy mở lòng ra và đánh giá mỗi người dựa trên những gì họ đang làm và đạt được hiện tại, chứ không phải là dựa trên quá khứ của họ. Còn trường hợp A2 thì chúng ta sẽ góp ý với ông T rằng ông T nên cân nhắc việc dành thời gian và tình cảm cho cả con trai và con gái một cách công bằng hơn. Sang tới phần khám phá tiếp theo, trang 24 thì em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Theo em, làm thế nào để thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hàng ngày? Vậy thì với bài tập này thì chúng ta có thể thực hiện một số cách để thể hiện tính khách quan và công bằng. Đó là chúng ta cần phải rèn luyện một thái độ nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách khách quan, công bằng, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Chúng ta cũng không được định kiến, thiên vị trong việc đánh giá bản thân và những người xung quanh, đồng thời cần phải lên án các biểu hiện thiếu khách quan và công bằng trong cuộc sống. Sau đây, mời các em cùng bước vào phần luyện tập. Đối với bài tập luyện tập 1, dựa vào hình ảnh dưới đây, em liên tưởng đến điều gì về khách quan, công bằng, vì sao? Như vậy, chúng ta đã vừa quan sát hình ảnh vừa rồi. Chúng ta có thể thấy hình ảnh trên khiến chúng ta liên tưởng đến vấn đề là khi đánh giá các sự vật hiện tượng, chúng ta cần xem xét và nhìn nhận đánh giá dưới những góc nhìn khác nhau, không nên đánh giá một cách phiến diện theo định kiến hẹp hòi của bản thân. Sang tới phần luyện tập 2, em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống 1, trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng, thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị chị Thu Ngân thanh toán trước cho mình. Thấy vậy, chị Thu Ngân và khách hàng không đồng ý, đề nghị anh B quay lại xếp hàng để chờ tới lượt. Tuy nhiên, anh B tỏ thái độ khó chịu, lớn tiếng với chị ấy cùng mọi người. Tình huống 2, trong cuộc họp nhân dân tại địa bàn dân cư, khi cán bộ đang triển khai về chính sách cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc diện hộ nghèo, thì có những ý kiến xì xào bàn tán. Bà V nói nhỏ với ông M rằng, như vậy là không công bằng. Đã là bảo hiểm y tế thì ai cũng phải đóng như nhau, không nên có sự phân biệt như vậy. Vậy thì em có nhận xét gì về lời nói, việc làm của nhân vật trong các tình huống trên? Theo em, ông anh B, bà V, ông M nên ứng xử như thế nào để đảm bảo sự công bằng? Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về các tình huống. Và ở trong tình huống 1, trước tiên thì chúng ta sẽ đưa ra nhận xét rằng hành động của anh B đã vi phạm tính công bằng với mọi người xung quanh. Cụ thể là anh B không chịu xếp hàng mà cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị chị Thu Ngân thanh toán cho mình trước. Chị Thu Ngân đã có hành động đúng nhằm đảm bảo tính công bằng khi chị không chấp nhận thanh toán trước cho anh B và yêu cầu anh B quay lại xếp hàng để chờ tới lượt. Và các em có thể tư vấn cách ứng xử cho anh B là anh B nên xin lỗi mọi người vì hành vi ứng xử thiếu văn minh của mình và tuân thủ việc xếp hàng để chờ tới lượt thanh toán. Sang tới tình huống 2, chúng ta có thể đưa ra nhận xét rằng việc bà V đưa ra ý kiến thắc mắc như vậy cho thấy bà V chưa thấu hiểu sâu sắc chủ trương chính sách của nhà nước và chúng mình sẽ phải tư vấn trong trường hợp này lần lượt theo các cách. Thứ nhất là trong tình huống này, bà V và ông M có thể lựa chọn một số cách ứng xử. Đó là cách một thì chúng ta có thể nhẹ nhàng đề nghị cán bộ xã X giải thích để bản thân và toàn thể mọi người tham gia hội nghị cùng được biết rõ, hiểu rõ chủ trương và chính sách của nhà nước và có thể tìm hiểu thêm các thông tin qua sách báo, internet để hiểu rằng việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà hàng triệu người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được chữa trị kịp thời, gia đình bớt đi gánh nặng của kinh tế.
Sang tới phần luyện tập 3, em hãy quan sát hình ảnh sau và thực hiện yêu cầu. Em hãy tìm hiểu và kể lại nội dung câu chuyện ngụ ngôn được thể hiện trong hình ảnh trên. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn rất quen thuộc, tồn tại trong dân gian. Câu chuyện mang tên Thầy Bói Xem Voi. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau, thầy nào cũng phàn nàn, không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau, thầy sờ voi bảo, tướng con voi nó thế nào, hóa ra nó su su như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo, không phải, nó dài như cái đòn càn. Thầy sờ tai bảo, đâu có, nó bè bè như cái quạt thóc. Thầy sờ chân cãi, ai bảo, nó sừng sững như cái cột đình. Thầy sờ đuôi lại nói, các thầy nói sai cả, chính nó tua tủa như cái chổi xẻ cùn. Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát. Vậy thì em hãy tìm hiểu các cái biểu hiện thể hiện sự thiếu khách quan trong câu chuyện và rút ra bài học cho bản thân. Câu chuyện vừa rồi đã gửi gắm cho chúng ta về biểu hiện của sự thiếu khách quan, đó là mỗi thầy bói đều đưa ra cách nhìn nhận và đánh giá một cách phiến diện từ suy nghĩ chủ quan của bản thân. Vậy thì chúng ta có thể rút ra bài học, đó là cần phải đánh giá sự kiện, hiện tượng một cách toàn diện và đa chiều. Bước vào phần vận dụng và đối với bài tập vận dụng 1 thì em hãy tìm ví dụ về sự khách quan công bằng ở các lĩnh vực đời sống, từ đó xác định những việc làm phù hợp với bản thân để góp phần khuyến khích sự khách quan công bằng. Chắc hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta đã gặp rất là nhiều trường hợp đã thể hiện sự khách quan và công bằng. Vậy thì đối với lĩnh vực chính trị thì các em có thể tham khảo về ví dụ 1 để kể lại một số trường hợp theo yêu cầu của đề bài. Ví dụ, anh H và anh T thuộc các dân tộc khác nhau, cùng sống trên địa bàn một huyện vùng cao. Anh H làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện, còn anh T thực hiện dự án chăn nuôi theo mô hình nông nghiệp sạch. Trong thời gian giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, anh H đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở địa phương. Cùng thời điểm đó, do có uy tín, anh T được giới thiệu và trúng cử vào Hội đồng Nhân dân xã. Ví dụ hay về lĩnh vực kinh tế, anh A là người dân tộc Tày, anh B là người dân tộc Nùng, cả hai anh đều cùng sống trên địa bàn của tỉnh H. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh A về quê nhà và được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án phục dựng các trò chơi dân gian của dân tộc mình. Anh B được vay vốn ưu đãi để phát triển công ty của gia đình tại thành phố nơi anh đã sinh ra. Ví dụ 3 về lĩnh vực văn hóa giáo dục. Hát sinh ra và lớn lên ở một vùng cao hẻo lánh, học hết tiểu học, Hát định nghỉ học vì điểm trường trung học cơ sở cách rất xa nhà em. Nếu muốn đi học, Hát phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp vào học lúc 7 giờ. Nhưng may mắn, Hát trúng tuyển vào học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, Hát đã thực hiện được mong muốn tiếp tục học tập của mình. Vậy thì để thực hiện khách quan và công bằng thì mỗi người cần phải rèn luyện thái độ nhìn nhận, đánh giá sự vật hiện tượng một cách khách quan, công bằng, tôn trọng, bảo vệ lẽ phải, không định kiến, thiên vị trong việc đánh giá bản thân và những người xung quanh, đồng thời là không được phải lên tiếng để phê phán các biểu hiện thiếu khách quan và công bằng trong cuộc sống. Sang tới phần vận dụng 2, em hãy tìm và chia sẻ các hành vi của bản thân, bạn bè hoặc người thân chưa thể hiện sự khách quan công bằng và đề xuất những cách khắc phục phù hợp. Vậy thì đối với bài tập này thì chúng mình có thể lập bảng thống kê. Ví dụ về biểu hiện thiếu khách quan công bằng là bình chọn cho một cán bộ, cho một bộ phim vì có thần tượng của mình xuất tham gia diễn xuất. Vậy thì cách khắc phục đó là trước khi bầu chọn,
thì chúng ta cần phải nghiên cứu và xem xét kỹ các tiêu chí đánh giá, thực hiện đánh giá một cách công tâm và không thiên vị. Hay là trường hợp 2 là chúng ta đồng tình với ý kiến đề xuất nào đó vì thấy ý kiến đề xuất đó được nhiều người ủng hộ. Vậy thì trước biểu hiện thiếu khách quan và công bằng này thì chúng ta cần đưa ra quan điểm riêng, không phụ thuộc vào ý kiến của đa số khi nhìn nhận, đánh giá các sự vật hiện tượng đó. Như vậy, video hướng dẫn giải các bài tập đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.